Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, hồi ký về con đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, phần thứ năm. Những cung đường máu lửa. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta ở miền Nam đã làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, nhằm xoa dịu dư luận thế giới đặc biệt là nhân dân Mỹ, tìm lối thoát cho cuộc chiến. Nhưng chúng vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh bằng biện pháp chiến lược mới. Một mặt chúng tăng cường phản kích nhằm tiêu diệt chủ lực của ta và bình định cấp tốc ở miền Nam. Mặt khác, tập trung không quân, hải quân đánh phá địa bàn Nam quân khu 4, hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, hậu cứ của tuyến chi viện chiến lược 559, hòng chặn đứng sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam ngay từ tuyến đầu. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Mỹ huy động 79.000 lượt máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược B52 cùng pháo hạm ngoài biển liên tục đánh phá vào các kho hàng, bến cảng, đặc biệt các đầu mối giao thông hiểm yếu, nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển chi viện chiến lược của ta. Bom đạn và báo lụt đã gây thiệt hại nặng nề về vật chất, phá hoại nghiêm trọng các tuyến đường và tiền tuyến. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng kịp thời đối phó với âm mưu mới và thủ đoạn đánh phá điên cuồng của Mỹ, tháng 7 năm 1968, Bộ Chính trị và Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Bộ Tư lệnh 400, bảo đảm giao thông vận tải quân khu 4, để cùng cơ quan tiền phương Tổng cục hậu cần và các tỉnh trên địa bàn huy động lực lượng đánh địch, bảo đảm nhu cầu ngày càng lớn của tiền tuyến. Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được cử làm Tư lệnh. Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Chính ủy Quân khu 4 làm Chính ủy. Đại tá Hoàng Văn Thái, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và đại tá Lê Văn Chi, phó tư lệnh quân chủng Phòng không, không quân được cử làm phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo đảm giao thông vận tải. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh thành lập Ban Bảo đảm giao thông vận tải do chủ tịch Ủy ban hành chính làm trưởng ban. Bộ Tổng tham mưu, các quân khu phía Bắc, quân chủng Phòng không không quân, Bộ tư lệnh Công binh, pháo binh, Tổng cục Hậu cần. Bộ Giao thông Vận tải đã điều nhiều lực lượng và tăng cường cho quân khu 4. Hàng chục vạn bộ đội, dân quân, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến cùng cán bộ cơ quan quân, dân, chính, đảng đã dồn sức cho mặt trận chống ngăn chặn, bảo vệ cầu đường. Tuy nhiên sự đánh phá của địch trong mùa mưa làm cho việc khắc phục cầu đường bị phá hoại trở nên khó khăn gấp bội. Đường 1A đoạn từ Vinh vào sông Danh, đường 15A đoạn từ ngã Ba Đồng Lộc vào đèo đá đéo Xuân Sơn bị tắc liên tục nhiều tháng phương tiện vận tải cơ giới từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Bình hầu như ngừng hoạt động. Nhân dân các tỉnh khu bốn ra sức gom gạo cho chiến trường và huy động hàng chục vạn xe đạp thổ, xe ba gác, xe cút kít, cùng hàng chục ngàn dân công truyền tải hàng qua trọng điểm. Nhiều gia đình tình nguyện dỡ nhà lấy cột bắc cầu, có địa phương rời làng, đốn cây trong vườn để bộ đội làm đường vòng tránh trọng điểm. Ngày 28 tháng 10 năm 1968, Quân ủy Trung ương quyết định giải thể Bộ Tư lệnh 400 bảo đảm giao thông vận tải quân khu 4, thành lập đoàn 500, nhằm tăng cường tổ chức chỉ huy trên các trục vận chuyển Nam quân khu 4 vào đường 12 và đường 20 đưa hàng giao cho tuyến 559 tại khu vực 050 dưới dãy núi Phu C và phân trạm C, Bắc sông Ta Lê Thiếu tướng Nguyễn Đôn, Phó Tổng tham Mưu trưởng được cử làm tư lệnh. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được cử làm chính ủy Bộ Tư lệnh. Đại tá Vũ Xuân Chiêm, Chính ủy đoàn 559 giữ chức phó chính ủy bộ tư lệnh, kiêm chủ nhiệm chính trị, đại tá Hồng Kỳ, phó chính ủy đoàn 559 giữ chức phó tư lệnh. Đường số 12 và đường số 20, hai tuyến vượt khẩu bị địch đánh phá ác liệt nhất. Binh trạm 14 phụ trách đường 20 do các đồng chí Hoàng Trà làm binh trạm trưởng, Nguyễn Việt Phương làm chính ủy và binh trạm 12 phụ trách đường 12 do các đồng chí Nguyễn Đàm làm binh trạm trưởng, Lê Tự Do làm chính ủy đã kiên cường chiến đấu với địch, với trời song chưa xoay chuyển được tình thế. Tuyến trong bị thiếu xăng nghiêm trọng làm tê liệt vận chuyển cơ giới. Bộ đội phải kéo từng phi xăng ngược suối Trà An, dưới sự khống chế và đánh phá điên cuồng của máy bay địch. Một tấn xăng qua trọng điểm phải đổi hàng chục mạng người. Để tháo gỡ khó khăn do địch đánh phá ngăn chặn tuyến đường 12 và đường 20, ngày 15 tháng 8 năm 1968 quân ủy Trung ương nhất trí với chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần và Bộ Tư lệnh 559, tổ chức mũi vu hồi từ Hương Sơn Hạt Tĩnh qua Lạc Sao Trung Lào, tiến xuống Nho Ma Lát, vòng qua Ma Hà Xây theo đường 12B, chạy về Kavat vát giao hàng cho binh trạm 31, đường dài khoảng hơn 200 km. Binh trạm 5, binh trạm 27, binh trạm 28 được giao nhiệm vụ thực hiện mũi vu hồi này. Do triển khai về mùa mưa, nước sông Nậm Thơn dâng cao và dốc núi Phú Xe quá lớn, lại bị địch phát hiện ngăn chặn nên hoạt động của các đơn vị ở hướng này cũng kém hiệu quả. Đầu tháng 4, hàng và xăng không vào được đã đặt đoàn 559 trước những thử thách nghiêm trọng. Tư lệnh đồng sĩ Nguyên Điện báo cáo về bộ, do thiếu xăng, xe phải ngừng hoạt động. Nếu không kịp chuyển xăng và lương thực vào sẽ có nguy cơ hàng vạn bộ đội bị đói. Tổng cục Hậu Cần đã khẩn trương nghiên cứu, thiết kế thi công đường ống dẫn xăng dầu bao gồm cả kho chứa, trạm bơm, mạng thông tin từ Nam Đàn vượt sông Lam, sông La vào Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ sự nỗ lực vượt bắc của hậu phương, sau một thời gian đoàn 559 đã nhận được khoảng 300 tấn xăng, 3.000 tấn hàng khác nhưng vẫn không đủ cứu đói cho bộ đội trên các mặt trận. Bộ Tư lệnh 559 chỉ thị cho toàn tuyến rút khẩu phần ăn mỗi người xuống ba lạng một ngày để lấy gạo chi viện chiến trường, đồng thời phát động phong trào tăng gia sản xuất, trồng ngô, khoai sắn, nuôi gà lợn, tổ chức săn bắn, khai thác rau, măng, củ mài để cải thiện đời sống bộ đội. Tình hình khan hiếm lương thực thực phẩm thuốc men cộng với điều kiện khí hậu, thời tiết, muối rừng, xên vắt làm cho sức khỏe của các lực lượng trên tuyến bị giảm sút nghiêm trọng, năng suất lao động và chiến đấu của các binh chủng tụt xuống. ở miền Nam, sau những thất bại bởi cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân và dân ta trong Tết Mậu thân, địch tập trung lực lượng phản kích dữ dội, nhiều đơn vị chủ lực của ta phải rút lên địa bàn 559, hàng nghìn quân trên đường vào chiến trường phải dừng lại trên tuyến khó khăn của đoàn 559 càng thêm trồng chất. Cuối tháng 9 năm 1968, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 559 họp, nhận định mùa khô tới cuộc chiến giữa ta và địch ở miền Nam sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở miền Bắc, Mỹ có thể ngừng chiến tranh phá hoại như phán đoán của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Nhưng dù tình hình diễn biến thế nào thì trục hành lang 559 vẫn là nơi Mỹ tiến hành biện pháp chiến lược ngăn chặn ác liệt nhất nhằm chặn đứng sự chi viện của ta cô lập và bóp nghẹt cách mạng miền Nam, làm cho chiến tranh tàn lụi. Đảng ủy dự kiến khu vực địch tập trung đánh phá mạnh nhất là các binh trạm Bắc Đường 9 và các binh trạm tiếp giáp chiến trường Trị Thiên, khu 5, Tây Nguyên. Do vậy trên các khu vực này phải tăng cường tác chiến phòng không, coi trọng tác chiến mặt đất, phải tập trung xây dựng thế trận vận chuyển vững chắc trước hết là thế trận cầu đường, khôi phục đường cũ bị mưa báo phá hoại, mở thêm đường vòng, đường tránh, làm thêm đường mới phá dần thế độc đạo trên các trục dọc Tây Trường Sơn. Với tư tưởng chỉ đạo trên, Bộ Tư lệnh quyết định các trung đoàn, tiểu đoàn được điều sang làm đường Đông Trường Sơn phải quay lại Tây Trường Sơn, cùng các binh trạm tập trung khôi phục và mở đường, kịp triển khai chiến dịch vận chuyển mùa khô 1968-1969. Từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 1968, các lực lượng trên toàn tuyến đã chống chọi với thời tiết, lao động quên mình, mở thêm được 526 km đường mới, trong đó có những đường rất trọng yếu đối với chiến thuật vận tải, như hệ thống đường vượt khẩu số 12A, 12B dài 92 km, đường tránh Bắc Pha Năng dài 39 km, hệ thống đường thọc sâu tiếp cận hậu cứ các chiến trường Tây Nguyên, khu 6, Nam Bộ như S9 đi Tân Cảnh, S9 đi Đắc Tô và Sa Thầy, dài 155 km, hệ thống đường đi xuống chiến trường Trị Thiên như B70, B71, B72 dài 129 km. Đường tránh dốc con mèo 25 km. Đường vòng tránh Chaki, Bản Đông 27 km. Đường tránh Mường Nọ, Tà Ben 21 km. Các ngầm, cầu qua các sông được khôi phục và củng cố. Cuối tháng 10, khi toàn bộ cầu đường vừa mới khôi phục xong thì bị cơn bão số 8 ập đến, phá hủy nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh chỉ thị các binh trạm phải tập trung lực lượng để khắc phục Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị để đầu tháng 11 năm 1968 sẽ mở màn chiến dịch vận chuyển mùa khu. Nhưng khi tiến gần đến thời điểm đó thì tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 1 tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc và chấp nhận họp hội nghị bốn bên tại Paris, thủ đô nước Pháp để bàn về vấn đề Việt Nam. Quyết định này của Mỹ là sự thú nhận công khai về sự phá sản của chiến lược chiến tranh cục bộ ở Việt Nam về sự thất bại của cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Mỹ mưu toan cứu vãn tình thế bằng một chiến lược mới, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, các chính khách Mỹ coi điều kiện tiên quyết cho sự thành công là phải chặn đứng bằng được sự hoạt động tiếp tế trên đường mòn Hồ Chí Minh. Vì vậy, sau khi ngừng ném bom miền Bắc, Mỹ huy động lực lượng không quân tập trung đánh phá tuyến 559. Ác liệt nhất là hai trọng điểm cửa khẩu siêng phan đường 128, và cửa khẩu chữ Atalefula nhích đường 20. Vào 4 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm 1968, không quân Mỹ ồ ạt mở cuộc tập kích vào hai trọng điểm trên với cường độ lớn chưa từng thấy, ngăn chặn các mũi đột kích của các binh trạm 12, 14, 31, 32 đẩy ta vào thế bị động. Việc lập chân hàng cho tuyến 559 bị tê liệt hoàn toàn. Địch đã chọn đúng điểm sung yếu nhất của tuyến chiến lược 559 vì mọi nguồn chi viện cho miền Nam phải qua hai cửa khẩu này mới vào được phía trong. Hơn nữa, đây là hai khu vực có địa hình phức tạp, khi địch đánh tắc và khống chế mạnh thì rất khó khắc phục. Trọng điểm siêu phan nằm trên đoạn đường độc đạo, men theo sông Phanop, kẹt giữa hai dãy núi đá ở phía đông tỉnh Khăm Muộn, cách biên giới Lào, Việt Nam khoảng 15 km, địa thế hiểm trở không có vị trí đóng quân tiếp cận và khó cơ động máy hút để chống phá hoại, rất dễ bị đánh tắc. Những năm 1967-1968, Siêng Phan chưa bị địch đánh thành trọng điểm, nhưng dự kiến địch sẽ mở thành trọng điểm, nên khi chuẩn bị cho mùa khô 1968-1969, Binh trạm 31 đã mở thành hai đường ô tô bám theo dọc sông Pha đoạn từ Na Tông đến Pháp Phà Năng. Ngày 4 tháng 11 năm 1968, địch huy động máy bay chiến lược B-52 và máy bay cường kích, dồn dập ném bom giải thảm xuống khu vực này trên chiều dài 2 km, rộng 200 m, liên tục 7 ngày đêm. Trên một vạn quả bom các loại chút xuống đã làm biến mất con đường, chỉ còn lại những cồn đá, những hố lớn. 50 cán bộ, chiến sĩ bị thương vong, 12 chiến sĩ trú ẩn trong hang bị đánh sập không lấy được xác, hai khẩu pháo bị phá hủy. Bộ tư lệnh đã kịp thời phái ngay đồng chí Nguyễn Văn Kỷ tham mưu phó công binh cùng nhiều cán bộ chính trị, quân sự xuống giúp binh trạm 31 giải tỏa trọng điểm. Bộ tư lệnh tăng cường trung đoàn 83 công binh do đồng chí Cường làm trung đoàn trưởng cùng hai tiểu đoàn 25, 27 công binh của binh trạm để khắc phục đoạn Na Tông Siêng Phan, mở đường tránh Siêng Phan từ làng nhằng đi xóm Pén. Đồng thời, điều trung đoàn 84 cao xạ do đồng chí Nguyễn Văn Thành làm trung đoàn trưởng, đồng chí Phạm Trang làm chính ủy bố trí bảo vệ các lực lượng tác nghiệp yêu cầu trong vòng 15 ngày phải giải phóng được trọng điểm. Ở hướng đường 20, địch chọn hệ thống trọng điểm liên hoàn gồm cua chữ A, ngầm Ta Lê và đèo Phu La Nhích gọi tắt là trọng điểm ATP làm mục tiêu triệt phá. Đây là tuyến vận tải cơ giới vượt Trường Sơn từ hậu phương vào chiến trường gần nhất. Hệ thống trọng điểm cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích nằm sát biên giới giữa Tây Nam tỉnh Quảng Bình Việt Nam với Đông Nam tỉnh Khăm Một Lào, dài khoảng 7 km. Cua chữ A là đoạn đường leo quanh sườn núi gấp khúc, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm, chiều dài khoảng 3 km. Tiếp giáp đoạn cua chữ A là ngầm qua sông Ta Lê có khẩu độ rộng gần 100 mét, nước sâu và chảy xiết. Phía nam sông là đèo Phu La Nhích chạy men bình độ đi lên dài khoảng 2 km, có độ dốc 15% lại chạy gấp khúc trở lại để trèo lên đỉnh, vượt sang Tây Trường Sơn, chạy về phía ca tốc lùm bùm giáp đường 128. Những năm trước địch đánh trọng điểm cua chữ A và ngầm ta lê chưa nhiều. Vì vậy, ta cũng chỉ bố trí tại đây một đại đội pháo 37 ly, một đại đội thanh niên sung phong, một đại đội công binh. Lần này, Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B-52 kết hợp với máy bay cường kích F-105, F-4 đánh suốt ngày đêm liên tục 15 ngày. Mỗi ngày có trên dưới 30 lần trước máy bay B-52 và khoảng 50 lần trước máy bay cường kích vừa đánh bổ nhào, vừa giải thảm theo tọa độ chút xuống hàng mấy vạn quả bom, biến toàn bộ khu vực này như bãi sa mạc. Đường cua chữ A biến mất để lại hàng trăm hố bom và cồn đất đỏ lòm. Hai đầu ngầm ta lê bị cày xới để lại hàng trăm hồ nước. Đèo Phu La bị bóc hết cây cối, hàng ngàn mét đường bị khoét sâu vào ta lùi. Để không cho ta khắc phục, địch cho máy bay trinh sát và đánh cầm canh suốt đêm ngày. Bị đánh bất ngờ, đại đội pháo của ta không kịp trở tay. Mặt khác tầm cao của đạn cũng không với tới máy bay chiến lược B-52 đại đội bị tổn thất nặng, 3 khẩu pháo bị phá hủy, 15 cán bộ, chiến sĩ bị thương vong. Đại đội một công binh bám trụ khôi phục mặt đường, ngay trong ngày đầu địch đánh phá, bị thương vong 31 đồng chí. Khắc phục trọng điểm ATP trở thành nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng bậc nhất ở hướng đường 20. Đây cũng là việc làm vô cùng khó khăn. Phức tạp vì phạm vi bị phá hoại rất lớn, máy bay địch lại khống chế suốt ngày đêm. Về tổ chức, hệ thống trọng điểm này vốn thuộc phạm vi phụ trách của binh trạm 32, đoàn 559. Nhưng để chia sẻ bớt khó khăn cho đoàn 559, từ đầu tháng 11 năm 1968, Bộ quyết định đoàn 500 quản lý từ Bắc sông Ta Lê trở ra đến cua chữ A. Sự điều chỉnh rơi đúng vào thời điểm địch đánh mạnh, biến liên hoàn trọng điểm ATP ở thế bị cắt khúc, thiếu sự chỉ đạo tập trung khắc phục. Ngày 13 tháng 11 Quân ủy Trung ương điện giao nhiệm vụ cho đoàn 559 chỉ huy giải tỏa toàn bộ hệ thống trọng điểm liên hoàn ATP từ km 68 trở vào, đồng thời cử chủ nhiệm Tổng cục hậu cần Đinh Đức Thiện cấp tốc vào truyền đạt chủ trương trên cho Bộ Tư lệnh 500. Sau khi tiếp nhận chủ trương của Quân ủy Trung ương, ngày 14 tháng 11 năm 1968, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 đã họp và quyết định: 1. Bằng mọi giá, giải tỏa cho được hai trọng điểm vượt khẩu chậm nhất ngày 25 tháng 11 năm 1968, phải xong trọng điểm siêng phan, ngày 5 tháng 12 năm 1968 phải xong trọng điểm ATP. 2. Tổ chức ngay một đợt vận chuyển đột kích quy mô nhỏ, nhằm kéo bất địch ra khỏi hai trọng điểm yết hầu trên, làm giảm bớt áp lực của chúng đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ giải tỏa. Đồng thời, chỉ đạo các binh trạm phía Nam lợi dụng sơ hở khi địch đang bám đánh các binh trạm phía Bắc tổ chức vận chuyển nhanh chóng rút hàng tồn kho và trên 2.000 tấn hàng do bộ phận đồng chí Nguyễn Đức Phương thu mua được ở hướng C4, tức vùng Nam Atoper của Lào và Bắc Tung Trọng của Campuchia, đảm bảo nhu cầu tối thiểu và cấp thiết cho Tây Nguyên và khu Nam. Đối với các binh trạm phía Bắc, thu gom và tận dụng số xăng còn lại, vận chuyển nhỏ vào đường 9 rồi gùi thổ cho chiến trường trị thiên. 3. Tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt tình hình nhiệm vụ, xây dựng khí thế cách mạng, khắc phục tư tưởng bi quan dao động trước sự đánh phá dữ dội của địch. 4. Hoàn thiện mọi mặt chuẩn bị. Sau khi giải tỏa được hai trọng điểm, lập tức mở ngay chiến dịch vận chuyển. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cử đồng chí Nguyễn Lang tham mưu trưởng tác chiến vào phía Nam chỉ đạo các binh trạm 36, 37, 44, Đồng chí Lê Đình Sum, phó tư lệnh, đồng chí Ngô Thành Vân, chủ nhiệm chính trị, đồng chí Nguyễn An Tham mưu trưởng vận chuyển trực tiếp chỉ huy chung tại Sở Chỉ huy Cơ bản. Ngày 15 tháng 11 năm 1968, Tư lệnh cùng tham mưu trưởng công binh Phạm Văn Diêu, trưởng phòng bảo đảm giao thông Đinh Hào xuống binh trạm 32 cùng chỉ huy binh trạm đến trọng điểm ATP, trực tiếp thị sát và quyết định tại chỗ các biện pháp giải tỏa. Sau khi tham khảo ý kiến tại chỗ, Tư lệnh đoàn quyết định sử dụng lực lượng thích hợp tổ chức trận địa phòng ngự, kiên cường bám trụ mặt đường, nắm vững quy luật đánh phá của địch, tranh cướp với chúng từng thước đường. Khẩn trương khôi phục đường A từ hai đầu lại. Tích cực nghi binh kéo địch vào đường giả, tạo điều kiện cho các lực lượng khôi phục đường A. Khôi phục đường C rộng đủ cho đội hình xe lớn chạy, ngụy trang che phòng, không được để địch phát hiện khi còn thi công. Tập trung lực lượng mở thêm một đường kín ở sườn dãy núi cu Bao, gọi là đường D, cách đường A khoảng 3 km, tạo ra một thế trận mới làm thất bại âm mưu đánh dứt điểm của địch. Khôi phục ngầm A, ngầm B, Mở thêm ngầm C, ngầm D tạo thêm nhiều điểm vượt sông Ta Lê, có điểm vượt chính, điểm vượt dự bị, điểm vượt nghi binh. Điều hòa phối hợp lực lượng đảm bảo toàn bộ các công trình hoàn thành đúng vào một thời điểm nhằm mở toang cửa khẩu, chấm dứt triệt để sự ngăn chặn của địch ở bất cứ nơi nào trên trọng điểm. Yêu cầu giữ cho được bí mật các công trình trong vòng 20 ngày. Hết sức coi trọng công tác chính trị, phát động quần chúng, động viên cán bộ, đảng viên đi đầu, giấy lên thành cao trào mở đường mà tiến đánh địch mà đi. Lực lượng tham gia giải tỏa trọng điểm gồm tiểu đoàn 33 công binh, hai đội thanh niên sung phong và ba tiểu đoàn công binh 17, 335, 336, trung đoàn 32 bộ binh, ba máy hút, 80 tấn thuốc nổ. Về phòng không, ở phía bắc trọng điểm bố trí trung đoàn cao xạ 280 do bộ phối thuộc, ở phía nam và trung tâm trọng điểm bố trí hai tiểu đoàn cao xạ 18 và 42. Chính ủy binh trạm 32 chỉ huy chung cùng binh trạm phó binh trạm 14 Trần Đình Cầu và trưởng phòng đảm bảo giao thông Đinh Hào tổ chức giải tỏa trọng điểm. Tham mưu trưởng công binh đoàn 559 Phạm Văn Diêu đốc chiến. Thời gian hoàn thành các công trình giải tỏa trọng điểm và thông xe chậm nhất là ngày 25 tháng 12 năm 1968. Thực hiện quyết định trên, sau một ngày khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, nhất là về tư tưởng, tổ chức, kế hoạch, tất cả các lực lượng vào vị trí chiến đấu ngày 17 tháng 11 năm 1968, trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ trên trọng điểm đồng loạt gia quân. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khẩn trương, quyết liệt. Địch tiếp tục đánh phá theo lối cầm canh. Tuy cường độ ném bom của máy bay B-52 có giảm, nhưng lại tăng các phi vụ máy bay cường kích và dùng các thủ đoạn đánh phá mới rất xảo quyệt, thả bom mìn hỗn hợp, bom phá, bom nổ chậm, bom từ trường, mìn vướng nổ, nhằm ngăn cản ta tiếp cận mặt đường và gây thương vong cho lực lượng khắc phục. Ban chỉ huy tiểu đoàn 33 công binh cấp tốc họp nghiên cứu tính năng, tác hại của từng loại bom mìn, tổ chức các phân đội chuyên trách phá từng loại, nhanh chóng mở đường cho các phân đội máy húc và các phân đội khác tiến vào tác nghiệp san lấp hố bom. Chiến thuật này đã hạn chế đáng kể thương vong và nâng cao nhiệt độ khôi phục mặt đường. Ngày 18 tháng 11 năm 1968, đại đội cao xạ thuộc tiểu đoàn 18 do đồng chí Sóc, tiểu đoàn trưởng chỉ huy đã đánh một trận xuất sắc hạ hai máy bay cường kích. Ngày hôm sau, đại đội cơ động sang trận địa dự bị tiếp tục đánh trả quyết liệt buộc máy bay địch phải nâng độ cao, giải bom mìn không trúng mục tiêu, hạn chế tỷ lệ thương vong. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra hàng ngày vô cùng quyết liệt, không ngày nào không có thương vong. Nhưng, bộ đội ta chẳng hề chùm bước, người trước ngã, người sau tiến lên. Đại đội trưởng đại đội một công binh Nguyễn Vũ bị bom B-52 chôn vùi. Lúc đồng đội bới lên, đồng chí bị sức ép hộp máu mũi. Vừa được cấp cứu xong, đồng chí lại bám ngay đơn vị chỉ huy chiến đấu. Tiểu đoàn trưởng Đỗ Xuân Diễn và chính trị viên phó tiểu đoàn Cao Xuân Hùng ngày đêm sông sáo, lăn lộn cùng anh em phá bom san đường. Trung đội trưởng máy húc vũ tiến đề bám chắc địch lái trước máy C-100, tiến ra rút vào một cách mưu trí, dũng cảm. Mỗi ngày đêm san lấp được hàng chục hố bom, giải phóng hàng trăm mét đường. Sáng kiến nổi bật của anh là dấu máy hút ngay trên trọng điểm giữa ban ngày. Nghi trang rất giỏi, máy bay địch không phát hiện được. Ở trọng điểm siêng phan, cuộc chiến đấu cũng diễn ra ác liệt. Mỗi chiến sĩ là một dũng sĩ. Trung đội trưởng công binh Hoàng Hữu Thanh cùng các chiến sĩ sông pha suốt đêm ngày, nổ đá, san đường, tranh chấp với địch từng thước đường. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 25 công binh Nguyễn Biểu Ký và chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Văn Phiên bám sát mặt đường, động viên anh em giả phá bom mìn hỗn hợp. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 27 công binh Chu Thế Kỳ và chính trị viên tiểu đoàn Tống Duy Sự trực tiếp động viên anh em lấp từng hố bom dưới sự đánh phá điên cuồng của địch. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cao xạ Nguyễn Văn Tú chỉ huy đơn vị đánh trả địch quyết liệt khi bị chúng đánh vào trận địa, hạ được hai máy bay. Đồng chí đã hy sinh anh dũng trên đài chỉ huy. Giữa trọng điểm đánh phá ác liệt, các chiến sĩ Trường Sơn vẫn ngẩng cao đầu coi mặt đường là trận địa. Chính ở nơi đây nghe tiếng bom rất nhỏ trên các khu vực làm đường mới, bộ đội ta lao động khẩn trương, căng thẳng suốt đêm ngày. Vừa khảo sát vừa thi công. Thi công nhảy cóc, thi công hai đầu giáp lại, cải tiến cách đánh đổ cây lớn bằng thuốc nổ. Và những sáng kiến khác đã nâng cao năng suất lao động, phát huy công suất phương tiện và công cụ, làm cho tốc độ mở đường nhanh chóng đến bất ngờ. Đường tránh Cú xê Bao ở phía bắc trọng điểm dài khoảng 20 km leo ngang sườn núi đá rất khó thi công, nhưng cứ mỗi ngày có thêm đường máy bay trinh sát OV-10 của địch bay vẻ vẻ suốt ngày trên các khu vực ta tác nghiệp để dò la tình hình. Thỉnh thoảng, những chùm bom tọa độ rơi trúng đội hình, gây thương vong nhưng khí thế lao động trên công trường rất khẩn trương, sôi động. Ngày 5 tháng 11, ta khôi phục xong trục chính và mở được một trục tránh từ Bắc Siêng Phan đến xóm Pén dài 10 km, trọng điểm Siêng Phan được khai thông. Ngày 2 tháng 12, trọng điểm ATP được giải tỏa, hình thành ba trục vượt khẩu có tổng chiều dài 48 km, ba ngầm vượt sông Ta Lê được tôn bằng 2.000 mét khối đá. Trên cả hai trọng điểm, các hệ thống công sự, trạm chỉ huy giao thông, đài quan sát trận địa pháo, trận địa công binh, trạm cấp cứu phẫu thuật, mạng thông tin hữu tuyến và vô tuyến, cùng sở chỉ huy tiền phương của binh trạm được nhanh chóng triển khai đồng bộ, hoàn chỉnh. Hàng trăm xe ứ lại ở hai đầu trọng điểm dồn dập vượt khẩu. Đây là thời điểm đánh dấu sự phá sản bước đầu âm mưu bịt cửa khẩu của đế quốc Mỹ. Vài ngày sau, địch phát hiện trọng điểm đã được giải tỏa. Chúng phán đoán ta đã mở đường tránh nên trinh sát suốt ngày đêm. Chỗ nào ngờ vực có đường là máy bay cường kích kéo đến oanh tạc. Khoảng 15 ngày sau, những đường mới mở cũng bị chúng phát hiện và đánh phá mạnh bằng máy bay B-52. Nhưng thế trận đã thay đổi. Địch buộc phải phân tán lực lượng đánh cả ba trục làm cho mật độ bom trúng đường bị giảm, không cản nổi đội hình vận chuyển cơ giới của ta. Được tin hai trọng điểm cửa khẩu được giải tỏa, nhất là cửa khẩu ATP, toàn tuyến phấn khởi bừng bừng khí thế. Tiền tuyến, hậu phương đều chia sẻ niềm vui trước thắng lợi chung. Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Điện biểu Dương Đoàn 559. Đánh bại hành động tập kích quy mô lớn của không quân Mỹ ở hai cửa khẩu có ý nghĩa rất to lớn. Mặc dù gần 200 cán bộ chiến sĩ bị thương vong, nhưng chứng tỏ dù địch đánh phá mạnh âm mưu thủ đoạn xảo quyệt phương tiện kỹ thuật tiên tiến chúng không thể ngăn được quyết tâm sắt đá tinh thần dũng cảm ngoan cường mưu trí sáng tạo của bộ đội trường sơn một lần nữa bộ đội trường sơn có thêm bài học sâu sắc về đánh giá địch ta về tổ chức chiến đấu nghi binh lừa địch về tổ chức thế trận cầu đường bảo vệ trọng điểm về ý chí quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược giải phóng miền nam thống nhất đất nước với sự nỗ lực của các lực lượng toàn tuyến các yếu tố chuẩn bị cho đợt tổng công kích quy mô lớn của chiến dịch vận chuyển mùa khô 1968-1969 cơ bản hoàn thành. Chân hàng trên hai binh trạm 31, 32 đã có gần 10.000 tấn. Hậu quả nặng nề của cơn bão số 8 phá hủy hàng loạt đường, cầu, phà, ngầm trên các tuyến vật khẩu đã được khắc phục. Nhiều đường vòng các trọng điểm được mở, các hệ thống hầm hào tiếp cận trọng điểm, hầm tránh bom dọc đường, các đài quan sát máy bay oanh tạc, các trạm chỉ huy giao thông, các điểm chốt kích kéo cứu xe, các điểm chốt các đội phẫu thuật cấp cứu thương binh đã được bố trí xong. Các phân đội chuyên trách như mở đường, bảo đảm cầu phà, trinh sát bom mìn, điều chỉnh giao thông chống phá hoại, giả phá các loại bom mìn hỗn hợp được tổ chức và đi vào hoạt động. Trên mặt trận tác chiến phòng không, ta đã bố trí trung đoàn 591 pháo cao xạ ở trọng điểm Yết Hầu Vòng Mù, phương án bố trí bảo đảm tập trung đủ mạnh, hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung, có tầng cao, tầng thấp, kết hợp chốt với cơ động bảo vệ đội hình xe và đón lóng tiêu diệt máy bay bay thấp. Bộ Tổng Tham mưu tăng cường hai trung đoàn cao xạ 280 và 284 bảo vệ hai cửa khẩu trên đường 12 và đường 2. Trên mặt trận tác chiến mặt đất, bố trí 5 tiểu đoàn và 12 đại đội bộ binh chiến lĩnh các điểm cao từ xa, kết hợp với cơ động lùng sục tiêu diệt biệt kích thám báo khi chúng tiếp cận mặt đường để dò la tình hình và chỉ điểm. Về giao liên, bố trí 10 tiểu đoàn trên tuyến đường dài gần 1.000 km, mở thêm một tuyến mới, tổ chức 67 trạm giao liên đường bộ, 17 trạm giao liên đường cơ giới cùng với các bãi trú quân, các hệ thống hầm hào và bếp hoàng cầm. Về vận chuyển, bố trí 15 tiểu đoàn ô tô vận tải với 2.055 xe trên 15 cung có tổng chiều dài gần 2.000 km. Các đơn vị xe chủ lực đều có căn cứ đứng chân, bàn đạp xuất kích các khu kho với sức chứa từ 5.000 đến 10.000 tấn hàng với 20 đại đội bốc dỡ được bố trí tương ứng với số xe của từng binh trạm. Hơn 240 km đường xe ra vào các khu kho được xây dựng theo quy hoạch đảm bảo cơ động đội hình xe lớn và giải phóng xe nhanh, hàng loạt. Để bảo đảm chỉ huy thông suốt, sở chỉ huy cơ bản, sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh và các binh trạm được xây dựng trên các vị trí thuận lợi cho chỉ huy hiệp đồng binh chủng, nắm tình hình và xử lý mau lẹ các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn phụ trách. Thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ huy được triển khai sớm. Hình thành mạng lưới hữu tuyến, vô tuyến, tải ba, tiếp sức và các tổng trạm thông tin khu vực. Tổng trạm thông tin trung tâm từ sở chỉ huy bộ tư lệnh tỏa xuống tất cả các đơn vị từ cấp đại đội trở lên trên toàn tuyến, đảm bảo chỉ huy vững chắc ở mọi nơi trong mọi tình huống. Về hậu cần, đã tổ chức một bệnh viện, 14 đội điều trị, 50 đội phẫu thuật, hoàn chỉnh hệ thống cấp cứu thương binh từ tiền tuyến đến hậu cứ. Các cơ sở vật chất bảo đảm đời sống cho bộ đội chiến đấu dài ngày được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Về công tác chính trị tư tưởng, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt tình hình nhiệm vụ, xây dựng tư tưởng tiến công, phát động phong trào đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giành cờ thưởng luân lưu của chủ tịch nước. Tờ báo Trường Sơn của cơ quan chính trị bộ tư lệnh đoàn, tờ tin của các binh trạm được phát hành rộng rãi. Các đoàn văn công từ hậu phương vào, các đội văn nghệ của đoàn và binh trạm hoạt động sôi nổi. Đầu tháng 1 năm 1969, tư lệnh đoàn 559 và tư lệnh đoàn 500 được triệu tập ra báo cáo quân ủy trung ương về chủ trương, biện pháp giành thắng lợi trên mặt trận vận chuyển chi viện chiến lược và nhận chỉ thị mới về nhiệm vụ mùa khô 1968-1969. Ngày 12 tháng 1 năm 1969, tư lệnh đoàn 559 từ Hà Nội về tới sở chỉ huy cơ bản tại Na Hi phía Bắc đường 9 chừng 7 km. Ngày 13 tháng 1 năm 1969, đảng ủy bộ tư lệnh triệu tập hội nghị để truyền đạt tinh thần nghị quyết quân ủy trung ương và đề xuất những nội dung cần tổ chức thực hiện trong đợt tổng công kích tư tưởng chỉ đạo của quân ủy trung ương về tổ chức vận tải chiến lược là xây dựng thế trận vững chắc phát huy tư tưởng tiến công kiên quyết đánh địch kết hợp với phòng tránh và nghi binh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn đánh phá của không quân mỹ với bất cứ quy mô cường độ nào về phương thức vận chuyển trên toàn tuyến trong mùa khô vẫn lấy vận tải cơ giới làm chủ yếu hết sức coi trọng khâu khai thác đường sông, phát huy tất cả các phương tiện thô sơ hỗ trợ nhau và vận dụng thích hợp với từng đoạn, từng lúc khác nhau, phối hợp chặt chẽ giữa tuyến trước với tuyến sau, giữa tuyến hậu cần chiến lược với tuyến hậu cần chiến dịch, tăng cường tổ chức hậu cần chiến dịch, nhất là đối với chiến trường chỉ thiên. Chú ý cân đối việc chuyển hàng của tuyến 559 với sức hút của chiến trường. Nỗ lực hơn nữa chở hàng nhanh, kịp thời đến tay bộ đội đủ số lượng, chất lượng tốt. Bộ Tư lệnh 559 được giao thêm nhiệm vụ tiền phương, Tổng cục Hậu cần trực tiếp chỉ đạo công tác hậu cần các chiến trường Trị Thiên, Khu 5, Tây Nguyên, đặc biệt là Trị Thiên. Đại tá Hoàng Văn Thái, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần được cử làm Phó Tư lệnh kiêm chủ nhiệm Hậu cần quân khu Trị Thiên, đồng thời tham gia Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559. Về tình hình nhiệm vụ của đoàn 559, Đảng ủy chỉ rõ địch ngừng ném bom hoàn toàn miền Bắc là thắng lợi lớn của ta nhưng chúng chuyển lực lượng đánh phá tuyến 559, trước hết tập trung cao độ lực lượng không quân triệt phá, bịt chặt cửa khẩu chặn đứng sự chi viện miền Nam. Âm mưu đó đã bị đánh bại, nhưng quyết tâm đánh phá ngăn chặn tuyến 559 của chúng không hề thay đổi. Mùa khô 1968 đến 1969, cường độ đánh phá của chúng sẽ mạnh gấp nhiều lần so với mùa khô năm ngoái, nhưng sức mạnh của địch cũng có hạn. Cách đánh của địch có những sơ hở, lúc tăng, lúc giảm chỗ tăng, chỗ giảm. Chúng đang bị động đối phó với ta trên một tuyến vận tải dài gần 3.000 km. Nếu ta có thế cầu đường vững chắc, nắm vững quy luật địch, vừa nghi binh lừa địch, vừa ngụy trang phòng tránh, vừa kiên quyết đánh địch với tư tưởng chủ động tiến công và tác chiến hiệp đồng binh chủng thì ta có thể thắng chúng. Tuy nhiên, tiềm lực của địch còn lớn. Cách đánh của địch nham hiểm, thường thay đổi quy luật và thủ đoạn đánh phá nên dễ gây cho ta sự lúng túng, tổn thất ban đầu. Do đó, toàn tuyến phải xác định quyết tâm thực hiện nhiệm vụ quân ủy trung ương giao, nỗ lực, dũng cảm, nhạy bén tạo thời cơ, chớp thời cơ, chỉ huy linh hoạt, sắc sảo, cùng tuyến hậu phương thực vượt khẩu thắng lợi, tạo chân hàng dồi dào ở các binh trạm phía Bắc, tranh thủ nguồn hàng tại chỗ ở phía Nam hướng C4. Kiên quyết phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Bộ đã giao là 55.157 tấn. Căn cứ vào tình hình thời tiết, địch tình và sự phát chiến của từng chiến trường, Đảng ủy xác định cần thực hiện phương châm vận chuyến vươn xa hơn, sâu hơn, ưu tiên những nơi xa, nơi khó và nơi có khối lượng lớn trước để giảm bớt sức ép căng thẳng cuối mùa. Cần tăng cường khả năng bảo đảm hành quân cho 9 vạn giữa quân vào, trong đó có các binh chủng kỹ thuật, củng cố vững chắc những khu vực tiếp giáp hậu cứ các chiến trường. Sau khi xem xét các yếu tố chuẩn bị cho chiến dịch vận chuyển, Bộ Tư lệnh quyết định toàn tuyến thực hiện tổng công kích đợt 1 vào 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 1969. Yêu cầu của tổng công kích là bất cứ tình huống nào cũng phải vận chuyển vượt đường chín mỗi tháng một vạn dưới tấn. Đồng thời, chớp thời cơ khi địch đang bị hút vào các trọng điểm ở phía Bắc, tranh thủ vận chuyển giao cho các chiến trường 7.000 tấn tháng, trước hết ưu tiên cho chiến trường trị, thiên và liên khu năm. Trong tổng công kích cần vận dụng, phát huy mọi phương thức vận chuyển. Các binh trạm phía Bắc sử dụng hoàn toàn phương thức vận chuyển cơ giới. Các binh trạm phía Nam sử dụng phương thức vận chuyển cơ giới đường bộ, kết hợp với vận chuyển đường sông nếu có điều kiện. Các binh chạm đường ngang tiếp giáp chiến trường sử dụng phương thức vận chuyển cơ giới là chính, kết hợp với gùi thổ đi sâu vào hậu cứ chiến trường khi cần thiết. Tất cả các binh chủng phải hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, lấy binh chủng vận tải làm trung tâm, lấy kết quả vận tải làm mục đích. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng chỉ thị cấp chỉ huy binh chạm phải trực tiếp dẫn đầu đoàn xe, có cờ hiệu để động viên khí thế bộ đội, trực tiếp nắm tình hình cầu đường tình hình địch và trực tiếp xử lý các tình huống phức tạp. 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 1969, toàn tuyến 559 ra quân với quyết tâm đánh thắng trận đầu. 11 binh chạm, 5 trung đoàn, 99 tiểu đoàn, 111 đại đội với 4 vạn quân trực tiếp tham gia chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành. 15 tiểu đoàn ô tô xuất kích trên nhiều tuyến, nhiều hướng. Tất cả các lực lượng đều hướng về phía trước. Địch phát hiện quy mô vận chuyển lớn của ta lập tức đánh phá quyết liệt, nhất là các trọng điểm và giáo giết lùng sục đội hình xe. Chúng sử dụng nhiều loại máy bay trinh sát OV-10, OV-2, C-130 được trang bị khí tài đặc biệt, thường xuyên túc trực trên không để tìm kiếm mục tiêu. Đồng thời, chúng giải khắp rừng, dọc tuyến hành lang hàng vạn khí tài trinh sát điện tử, gồm các loại máy cảm ứng địa chấn. Khi bắt được mục tiêu, chúng phát tín hiệu báo cho máy bay đến đánh phá. Mùa khô 1967 1968, không quân Mỹ chủ yếu đánh bằng bom phá, bom phát quang, bom bi. Mùa khô này, chúng sử dụng phổ biến các loại bom nổ chậm, bom từ trường, bom bi nổ chậm, mìn vướng nổ, mìn răng rồng, mìn lá. Thủ đoạn đánh phá của chúng là phá hoại đường trước, sau đó thả bom bi nổ chậm, rồi tiếp đến thả bom từ trường, cuối cùng thả mìn vướng nổ. Mục đích là cản trở ta khắc phục đường, ngăn chặn đội hình xe và gây sát thương lớn cho ta. Các trọng điểm bị đánh phá nhiều nhất bằng thủ đoạn và vũ khí mới là phe phan năng, siêng phan, xóm tén ở binh trạm 31, ATP, ca tốc, cốc mạc, văng mu, ngầm tha mé ở binh trạm 32, bạc, đèo long ở binh trạm 35, dốc thơm, tam luông ở binh trạm 41, dốc trực ở binh trạm 37, động con tiên ở binh trạm 42, trà vằn ở binh trạm 44, đèo tha mé ở binh trạm 33, la hạp ở binh trạm 34 máy bay định còn giáo giết lùng sục, tìm đánh các căn cứ kho tàng, bãi đậu xe, trạm kỹ thuật, sở chỉ huy các đơn vị. Từ cuối tháng 1 năm 1969 đến đầu tháng 3 năm 1969, sở chỉ huy bộ tư lệnh 559 và hầu hết sở chỉ huy các binh trạm đều bị oanh tạc. Với vũ khí và thủ đoạn đánh phá mới, đánh với cường độ cao một cánh đột biến, địch đã gây cho ta những lúng túng ban đầu và tổn thất lớn về người và phương tiện từ đầu tháng 11 năm 1968 đến đầu tháng 2 năm 1969, địch huy động 45.785 lần chiếc máy bay cường kích và 1.618 lần chiếc máy bay chiến lược B-52 ném trên nửa triệu quả bom các loại xuống các trọng điểm, đánh hỏng 300 xe, làm thương vong 500 cán bộ, chiến sĩ. Bộ Tư lệnh đã lệnh cho các đơn vị pháo cao xả chốt ở các trọng điểm chiến đấu kiên cường, tập trung hòa lực, đánh dứt điểm, tiêu diệt các loại máy bay thả các phương tiện trinh sát điện tử và máy bay cường kích thả bom mìn hỗn hợp. Các phân đội súng máy 12,7 ly cơ động đón lõng đường bay. Các phân đội súng trường leo lên đỉnh núi, kiên quyết bắn rơi máy bay địch. Bộ tư lệnh phát động rộng rãi phong trào bắn rơi máy bay bay thấp, tích cực đánh địch một cánh liên tục cả ngày lẫn đêm, tạo nên uy lực và hỏa lực liên hoàn tiêu diệt và uy hiếp địch. Tổ chức phòng tránh và nghi binh lừa địch, tận dụng kinh nghiệm đánh địch, tránh địch và nghi binh ở trọng điểm ATP như địch vào một hướng, tuyến, nhanh chóng vu hồi, lật cánh đội hình vận chuyển sang hướng, tuyến khác để giữ vừng sức đột kích, tăng cường đài quan sát bám sát các máy bay cường kích, nắm chính xác số lượng các đợt đánh phá, số lượng bom mìn và phương tiện trinh sát điện tử, thời gian và địa điểm rơi của chúng, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy binh trạm và tiểu đoàn để xử lý. Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Hậu Cần và Tổng Cục Chính trị ngày đêm theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp giúp đỡ đoàn 559 tháng 2 năm 1969, bộ điều tiểu đoàn xe bọc thép AM có gắn súng máy 14,5 ly bổ sung cho đoàn để cơ động đánh máy bay bay thấp. Bộ cũng điều vào 5 xe phóng từ BT ở do Viện Kỹ thuật Quân sự sáng chế. Các đồng chí Hoàng Đức Dụ, Trừ Ngọc Bích, Thái Quang Sạt, Nhâm Xuân cũng được Cục Nghiên cứu Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Hậu cần phái vào tuyến, hướng dẫn cách sử dụng. Bộ còn tăng cường cho đoàn nhiều cán bộ chỉ huy chiến đấu phòng không đồng chí Ngô Huy Biên được điều vào làm tham mưu phó phòng không của đoàn. Các đồng chí Vũ Thành, Phạm Lê Hoàng, Nguyễn Văn Tiệp, Trần Bưởi, Trần Bút và nhiều cán bộ phòng không khác lần lượt được điều vào tuyến 559. Trong khi toàn tuyến rầm rộ bước vào đợt tổng công kích, toàn thể cán bộ, chiến sĩ được nghe lời chúc mừng năm mới của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào cả nước. Bác kêu gọi, vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy Nhào. Lời của Bắc như tiếng gọi của núi sông, làm rung động trái tim, cổ vũ khí thế cán bộ, chiến sĩ trên tuyến Trường Sơn quyết xả thân vì sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiểu đoàn xe 10, tiểu đoàn xe 102, tiểu đoàn xe 52, tiểu đoàn 60, tiểu đoàn 51 là những tiểu đoàn mạnh của các binh trạm phía Bắc đã xông pha bom đạn hết đêm này qua đêm khác một số đại đội tới đích trả hàng xong còn quay về để tiếp chuyển cho những xe bị đánh hỏng dọc đường như đại đội 9, tiểu đoàn 102, đại đội 1, tiểu đoàn 52. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã điện biểu dương tặng các đơn vị trên danh hiệu Tuấn Mã Trường Sơn. Tháng 1 năm 1969, toàn tuyến bắn rơi 91 máy bay, trong đó có 50 chiếc rơi tại chỗ. Nhiều đơn vị phòng không được Đảng ủy Bộ Tư lệnh biểu dương là đơn vị đánh giỏi bắn chúng các chiến sĩ công binh với kinh nghiệm dày dạn và tinh thần quyết tử một tất không đi một ly không rời thường xuyên bám sát mặt đường kịp thời khôi phục đường khi bị trúng bom thực hiện khẩu hiệu địch đánh ngày coi như không đánh xóa bỏ tắt đêm hạn chế tắc giờ một trong những thử thách mới trong mùa khô này là bom từ trường và mìn vướng nổ các tiểu đoàn công binh đều thành lập đội cảm tử để khắc phục lúc đầu bị thương vong nhưng dần dần rút được kinh nghiệm lại có xe phóng từ hỗ trợ nên phần lớn đã phá được nhưng có những trường hợp bị địch đánh bất ngờ vào nơi ta không có phương tiện giả phá nên lái xe phải quyết tử phóng xe vượt bom từ trường để mở đường giải phóng đội hình trước tình hình đó bộ tư lệnh đoàn đã chỉ thị tăng cường phương tiện giả phá mở thêm nhiều đường tránh để hạn chế thương vong đối với mìn vướng các đơn vị đã sử dụng các phương tiện thô sơ để phá như dùng xào để chọc hoặc dùng các liều nhỏ thuốc nổ để ném với mìn lá dùng máy hút quét vì bị ta đánh mạnh địch ném bừa bom mìn hỗn hợp vào rừng bằng các phương tiện chiến tranh điện tử hóa và tự động hóa địch đã tăng thêm khả năng phát hiện mục tiêu phá hủy nhiều phương tiện và gây thương vong không ít cho ta sau một tháng chiến đấu liên tục tổng công kích đợt một kết thúc thắng lợi đảng ủy bộ tư lệnh họp nhận định vào đầu mùa khô địch đánh phá ác liệt chưa từng thấy nhưng vẫn không ngăn chặn được chúng ta điều đó chứng tỏ sức mạnh ý chí quyết tâm sắt đá tinh thần cực kỳ dũng cảm ngoan cường sự mưu trí và sáng tạo của bộ đội cũng như trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng binh chủng của cán bộ các cấp có những bước tiến lớn sắp tới địch sẽ xảo quyệt hơn tàn bạo hơn cường độ đánh phá của chúng mãnh liệt hơn nhưng chúng ta cũng hiểu địch hơn rút được nhiều kinh nghiệm trên nhiều mặt lại có thế trận tương đối vững chắc có lực lượng chiến đấu dày dạn kinh nghiệm và kiên cường được bố trí hợp lý nhất định chúng ta sẽ đánh bại chúng đảng ủy chỉ rõ vừa qua ta đã nỗ lực vượt bậc nhưng do hoạt động của tuyến bị ngừng trệ mất 2 tháng đầu mùa khô, nên trong tổng công kích đợt một ta cùng chỉ mới đưa tới các chiến trường được 30% chỉ tiêu kế hoạch, còn 70% ta phải hoàn thành bằng được trong 3 tháng mùa khô còn lại, đồng thời phải chủ động đối phó với mưa lũ có thể đến sớm. Để hoàn thành được khối lượng đó, phải quán triệt hơn nữa tư tưởng tiến công, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng, vận dụng tốt các chiến thuật, xây dựng đồng bộ tư tưởng, tổ chức, kỹ thuật, hậu cần trong từng binh chủng. Đồng thời, tận dụng thời cơ các tháng cao điểm mùa khô, phát động quần chúng đột phá dứt điểm kế hoạch cho từng hướng chiến trường theo thứ tự ưu tiên đã xác định. Cần có phương án đối phó với địch mặt đất trên địa bàn các binh trạm trực tiếp phục vụ các chiến trường. Đảng ủy Bộ Tư lệnh quyết định phát động tổng công kích đợt 2 vào ngày 5 tháng 2 năm 1969, cử Phó Chủ nhiệm Chính trị Bùi Đức Tạm và Nguyễn Linh Anh vào các binh trạm phía Nam để truyền đạt chỉ thị và phổ biến kinh nghiệm của các binh trạm phía Bắc thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh. Các lực lượng trên toàn tuyến đã dốc sức chuẩn bị với quyết tâm giành thắng lợi to lớn. Giòn giá trong tổng công kích đợt hai các binh trạm đều tích cực cải thiện cầu đường, bảo đảm thế vững chắc hơn. Thế cầu đường của toàn tuyến từ một trục dọc đã phát triển thành hai trục, dài 1.850 km, ba trục ngang vượt khẩu dài 400 km, bốn 40 trục ngang ra bốn hướng chiến trường dài 450 km. Qua các trọng điểm đều có từ 2 đến 3 đường vòng, đường tránh. Trên các cung đường tránh phụ, bộ đội công binh thường xuyên duy tu, nâng chất lượng đường, mở rộng mặt đường qua trọng điểm từ 8 đến 10 mét, san phẳng đường bảo đảm tốc độ xe 20 km trên giờ. Với mạng cầu đường được xây dựng thành thế trận liên hoàn, ta có khả năng hạn chế sức mạnh của địch, chia cắt, phân tán hỏa lực của chúng, tạo điều kiện cho các đơn vị khắc phục nhanh bom mình, giữ vững sức đột kích của đội hình vận chuyển lực lượng phòng không được điều chỉnh, tăng cường cho các khu vực cửa khẩu, Nam Bắc Đường 9, ngã Ba La Hạp và Bạc. Toàn tuyến phát động phong trào bắn dây máy bay bay thấp thả máy thu phát tiếng động, tổ chức nghi binh lừa địch vào mục tiêu giả nhằm vô hiệu hóa từng bước chiến tranh điện tử và tự động hóa của địch. Các lực lượng tác chiến bộ binh một mặt tích cực lùng sục thám báo biệt kích, mặt khác sẵn sàng phương án cơ động nhanh tới những khu vực dự kiến địch nóng ra, nhất là các khu vực trên trục đường B45, B46, B-49 đi ra bốn hướng chiến trường Trị Thiên, khu 5, Nam Bộ, Tây Nguyên. Trong tác chiến, quán triệt tư tưởng chủ động tiêu diệt địch, làm chủ chiến trường, bắt tù binh, thu chiến lợi phẩm, giải quyết tốt chính sách thương binh liệt sĩ và tù hàng binh. Đối với vận tải, các binh trạm quán triệt chiến thuật tiểu đoàn hoặc đại đội tập trung xuất kích trên một chiều thuận hoặc trên hai chiều tránh nhau ở giữa, bảo đảm đội hình đi gọn về gọn, cải tạo bàn đạp, thực hiện lấn sáng, lấn chiều, cải tiến cung độ có cung cơ bản có cung tiếp chuyển phù hợp với khả năng và chỗ mạnh của từng đơn vị và lái xe nâng cao hiệu suất vận chuyển nhiều đơn vị tổ chức các tổ mũi nhọn bứt phá đội hình quay vòng khép kín một đêm một chuyến trên cung quy định hai đêm một chuyến tổ chức các tổ tháo gỡ thu hồi phụ tùng xe bị địch đánh cháy dọc đường tăng thêm vật tư sửa chữa nâng cao hệ số kỹ thuật đảm bảo đầu xe đầu máy tổ chức hiệp đồng bốc rỡ giải phóng xe nhanh đảm bảo mặt hàng ra chiến trường đồng bộ, có chất lượng. Bộ đội giao liên tích cực củng cố bãi trú quân, mở đường nhánh, nối trục hành quân bộ với trục vận tải cơ giới để tiện cho việc tiếp tế và khi cần thiết chuyển từ hành quân bộ sang hành quân bằng cơ giới, rút ngắn thời gian, bảo đảm sức khỏe bộ đội. Các tổ dân vận đi xuống các bản tuyên truyền giáo dục về quan hệ giữa cách mạng Lào và Việt Nam, vạch trần âm mưu thủ đoạn của địch, động viên nhân dân kêu gọi con em trong hàng ngũ địch trở về với gia đình phát hiện và thông báo kịp thời hoạt động của bọn thám báo biệt kích, tích cực làm hầm trú ẩn, ngụy trang, đề phòng lửa khói. Các mặt công tác tổ chức chỉ huy, tư tưởng chính trị, kỹ thuật hậu cần phối hợp chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ, bám sát đơn vị, thúc đẩy các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Trong những tháng tổng công kích đợt hai các đại đội xe RIN 130 đã đạt năng suất gấp 1,5 lần đại đội xe ba cầu thành công bước đầu trong việc sử dụng xe RIN 130 góp phần nâng cao sức chiến đấu cho các đơn vị xe là bài học sâu sắc về tính quyết đoán, sáng tạo và thực tiễn. Đầu tháng 3 năm 1969, được sự chỉ đạo của chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần Đinh Đức Thiện, Cục Xăng Dầu đã xây dựng được tuyến đường ống dẫn xăng dầu từ cổng trời theo đường 12 vượt Trường Sơn vào đến tuyến 559. Liên tục chiến đấu trong những điều kiện cực kỳ gian khổ và ác liệt, tiểu đoàn 29 và tiểu đoàn 968 của quân khu 4 được tăng cường cho cục xăng dầu, phối hợp với trung đoàn 83 công binh đoàn 559 đã mở đường, khuôn vác hàng trăm tấn đường ống vượt qua đồi núi, sông suối, bom đạn, lắp đặt từ hậu phương theo hướng Tây từ mụ dạ men theo đường số 12, vòng qua trọng điểm Phan nốt, siêng phan vào tới cao vát, trên trục đường 128 tuyến chiến lược Trường Sơn. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh ở Việt Nam tuyến đường ống dẫn xăng từ hậu phương lớn vượt Trường Sơn vào đến tuyến chiến lược tạo thêm một nhân tố mới cực kỳ quan trọng cho vận chuyển cơ giới quy mô lớn. Trong một tháng, hệ thống đường ống đã tạo chân xăng cho tuyến 559 được 6.212 tấn, góp phần bảo đảm cho việc tiếp tục đợt hai tổng công kích mùa khô 1968-1969, nhất là khi chân xăng ở hướng C4 bị cắt đứt do Mỹ mở cuộc tấn công sang Campuchia. Sau khi đưa đường ống tới Kavat, Tổng cục hậu cần nhận thấy hướng này đi theo đường vòng cự ly xa, không có lợi nên đã bàn và thống nhất với đoàn 500 và đoàn 559 mở thêm các trục vận chuyển vượt khẩu từ đường 10. Theo đó sẽ phát triển đường ống sang hướng đông để tiếp cận nhanh sang vào đoàn 559. Nhận rõ vị trí chiến lược của hệ thống đường ống. Sau khi xin ý kiến của đồng chí Đinh Đức Thiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đoàn 559 đã kiến nghị với quân ủy Trung ương cho đoàn 559 tổ chức lực lượng khảo sát thi công xây dựng một tuyến đường ống xuyên suốt Trường Sơn từ cửa khẩu vào tới chiến trường xa nhất là miền Đông Nam Bộ với chiều dài khoảng 1.400 km. Chủ trương đúng đắn và kịp thời đó đã được quân ủy Trung ương phê duyệt, đáp ứng khát vọng cháy bỏng của bộ đội vận tải. Nhưng phải có sự quả cảm và giải pháp cụ thể mới thực hiện được vì việc xây dựng tuyến đường ống hiện đại và quy mô trong điều kiện vô cùng phức tạp về địa hình, thời tiết, sự đánh phá, ngăn chặn ác liệt của địch, đòi hỏi phải huy động nhân lực, vật lực khổng lồ là vấn đề rất lớn và bội phần khó khăn. Tuy nhiên, nếu thực hiện được sẽ là một bất ngờ lớn đối với địch và sẽ thêm một kỳ tích trên đường Trường Sơn. Tuyến đường ống xuyên suốt Trường Sơn được xây dựng sẽ tạo nên sự chuyển biến về chất lượng trong hoạt động chi viện chiến lược, tăng thêm sự vững chắc của hậu cứ chiến trường ba nước Đông Dương. Từ đầu tháng 3 năm 1969, địch thay đổi thủ đoạn, đánh phá dữ dội hai đầu gọi là thắt cổ họng và chọc thủng đáy. Chúng đánh mạnh các binh trạm phía Bắc nhằm ngăn chặn việc lập nguồn hàng dự trữ ở đường 9, đồng thời đánh phá quyết liệt các binh trạm tiếp giáp chiến trường như đường B45 thuộc binh trạm 42 tiếp giáp chiến trường Trị Thiên, hòng triệt nguồn tiếp tế hậu cần, phá sự chuẩn bị các cuộc tiến công của tà. Máy bay cường kích vừa ném bom giải thảm, vừa đánh bổ nhào, biến những nơi này thành các túi lửa. Đường vận chuyển bị tắc hầm hào bị phá sập, các kho tàng, các bãi để xe, sở chỉ huy binh trạm đều bị đánh phá. Cao điểm Kokava bị 6 tiểu đoàn quân Mỹ ngụy chiếm đóng. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, tiểu đoàn pháo cao xạ 36, đại đội bốn súng máy 12,7 ly cùng với các phân đội súng máy của công binh và các tay súng bộ binh đã chiến đấu rất anh dũng, vừa bảo vệ trọng điểm, vừa cơ động linh hoạt, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay. Tiểu đoàn hai bộ binh, hai đại đội Lam Sơn và 643 bộ binh cùng trung đoàn 4 công binh cơ động bao vây địch ở Kokava diệt hàng trăm tên, buộc chúng phải rút chạy. Tiểu đoàn 45 và tiểu đoàn 39 công binh được tăng cường 4 máy hút, 24 tấn thuốc nổ, kiên cường bám trụ trọng điểm, nhanh chóng khôi phục hầm hào, kết hợp sửa đường với mở đường vòng đường tránh, giải tỏa các trọng điểm. Tiểu đoàn 55 ô tô vận tải dũng cảm vượt qua bom đạn đưa hàng lên phía trước. Một số cán bộ, chiến sĩ hy sinh, nhiều xe bị cháy, nhưng không ai nào núng. Cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt, giành đi, giật lại từng thước đường với địch kéo dài 15 ngày đêm. Mỹ, nguy quyết cắt đứt sự tiếp viện cho chiến trường. Ta thì bằng mọi giá quyết thực hiện kỳ được chỉ tiêu nhiệm vụ quân ủy đã giao bảo đảm cho chiến trường trị thiên 15.000 tấn để chuẩn bị những đòn tấn công mới. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm và mưu trí, binh trạm 42 đã làm thất bại âm mưu thủ đoạn của địch, giữ vững tuyến vận chuyển. Cuối tháng 4 năm 1969, trời âm u, mây thấp, những cơn mưa đầu tiên báo hiệu mùa mưa đến sớm. Địch tăng cường đánh tọa độ và dùng B52 ném bom giải thảm, nhưng không ngăn chặn được vận chuyển vì ta đã có nhiều đường vòng. Đường tránh bộ đội vận tải lợi dụng mây mù che khuất tầm nhìn của địch, tranh thủ lấn sáng lấn chiều, liên tục mở các đợt vận tải đột kích vào các hướng chiến trường. Cuối tháng 5, thời tiết chuyển dần sang mùa mưa. Chiến dịch vận chuyển mùa khô 1968-1969 kết thúc đây là một mùa vận chuyển vô vàn khó khăn ác liệt, đầy thử thách ngặt nghèo. Cả ta và địch đều huy động rất cao trí tuệ và sức mạnh vật chất nhằm giành phần thắng quyết định. Mỹ đã huy động tối đa lực lượng không quân ở Thái Bình Dương, thực hiện 47.820 phi vụ với 137.345 lần trước máy bay oanh tạc, đánh phá cầu đường và đội hình xe. Cường độ đánh phá tăng gấp 3 lần mùa khô 1967 đến 1968 trong đó có 3.853 lần trước B-52, tăng gấp 5 lần. Chúng đã ném 1.579.760 tấn bom các loại, trong đó có 18.628 tấn bom từ trường và hàng ngàn tấn mìn vướng nổ, dốc kép. Chúng đã thâm nhập 182 vụ, chủ yếu là dùng thám báo, biệt kích đổ bộ bằng trực thăng, trong đó có 5 trận đổ bộ quy mô trung đoàn, tiểu đoàn vào địa bàn các binh trạng tiếp giáp chiến trường với ý đồ ngăn chặn vận chuyển của ta phá sự chuẩn bị tấn công của các chiến trường, nhưng chúng đã vấp phải sự giáng trả kiên quyết. Trong 6 tháng mùa khô, toàn tuyến bắn rơi 380 máy bay các loại, trong đó có 168 chiếc rơi tại chỗ, đã nghi binh lừa địch đánh vào hàng trăm mục tiêu giả với trên một vạn quả bom, đã diệt 2097 tên lính bộ binh, làm bị thương 216 tên, bắt 20 tứ tên, bắn rơi 47 trực thăng, thu nhiều vũ khí, đạn. Bộ đội công binh, thanh niên sung phong đã san lấp trên một vạn hố bom, khôi phục mở rộng mặt đường với khối lượng trên 2 triệu mét khối đất đá, mở trên 1.000 km đường dọc, đường ngang, đường vòng, đường tránh, nâng tổng cây số chiều dài các đường vận chuyển lên gần 3.000 km, phá dần thế độc đạo. Bộ đội vận tải đã giao cho các chiến trường Nam Bộ, Tây Nguyên đạt 103% kế hoạch, đưa 348 đoàn quân gồm 98.242 người, đã giúp bạn củng cố địa bàn ở 11 huyện kiện toàn các huyện đội phát triển thêm 4.000 quân bộ đội địa phương và dân quân du kích. Các lực lượng trên tuyến đã phối hợp với bạn đánh 11 trận, tiêu diệt 110 tên, bắt 68 tên. Bộ đội địa phương và dân quân miền Đông tỉnh Atopơ bắn rơi 11 trực thăng bằng súng máy và súng bộ binh, góp phần củng cố an toàn hành lang và bản làng. Nhân dân huyện Ăng Bulafa, Mường Nọng, Pôn di chuyển bản làng xa tuyến đường mới, tổ chức đào hầm hố phòng tránh, ổn định cuộc sống tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân và dân hai nước Việt, Lào trên địa bàn Trường Sơn ngày càng thắm thiết. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh ngăn chặn vì sự nghiệp chi viện giải phóng miền Nam mùa khô 1968 đến 1969, đoàn 559 tổn thất gấp 3 lần năm trước, 1.518 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 3.414 người bị thương, 1.154 ô tô của bộ đội vận tải, 268 ô tô của binh chủng khác, 30 xe húc, 21 xe ben, 5 xe phóng từ, 16 máy đẩy, 56 khẩu pháo bị đánh cháy, đánh hỏng, đâm đổ, tổn thất 7.139 tấn hàng. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 xác định nhiệm vụ chi viện chiến lược mùa khô năm 1969, 1970 rất lớn. Cần phải chuẩn bị cơ bản về mọi mặt, thế trận vận chuyển, tổ chức lực lượng, trang bị vật chất kỹ thuật, chính trị tư tưởng và sức khỏe bộ đội, tạo ra sự sung sức đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, vượt qua mọi khó khăn ác liệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến lược. Do lực lượng bị hao hụt nghiêm trọng cả về quân số và phương tiện sau nhiều mùa mưa nắng, chiến đấu liên tục, ngày 20 tháng 5 năm 1969, Đảng ủy bộ tư lệnh họp, chủ trương. Mùa mưa 1969 chỉ để lại trên tuyến khoảng 2 vạn quân, chủ yếu là các cán bộ, chiến sĩ còn có sức khỏe của các binh trạm từ Nam Đường 9 trở vào nhằm tiếp tục vận chuyển bổ sung khối lượng còn thiếu cho chiến trường Trị Thiên và quân khu 5, đưa đón và chuyển thương binh ra hậu phương, quản lý và bảo vệ hành lang, khôi phục và làm thêm đường vòng, đường tránh, đường kín, chuẩn bị tại chỗ một bước cho mùa khô 1969-1970. Phần lớn lực lượng khoảng 3 vạn quân sẽ được rút ra miền Bắc để củng cố tổ chức, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, bổ sung quân số trang thiết bị, học tập chính trị và tập huấn quân sự, chiến thuật, kỹ thuật. Lực lượng tập kết chủ yếu là bộ đội vận tải cơ giới, khoảng 2 phần 3 lực lượng các binh chủng khác, 2 phần 3 cơ quan bộ tư lệnh, các binh trạm, trung đoàn, tiểu đoàn cùng toàn bộ thương binh, bệnh binh, trên 1.000 phương tiện xe, pháo bị hư hỏng. Chủ trương được Thường trực Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phê duyệt. Ngày 25 tháng 5 năm 1969, Bộ Tư lệnh 559 phân công cán bộ xuống từng khu vực để quán triệt nhiệm vụ và trực tiếp chỉ huy đôn đốc các đơn vị thực hiện. Tư lệnh và chính ủy xuống các binh trạm cửa khẩu để chỉ đạo các phó tư lệnh, phó chính ủy, các thủ trưởng cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần xuống các binh trạm Nam Đường 9. Vấn đề số 1 của việc thực hiện chủ trương này là phải tuyệt đối giữ bí mật, bất ngờ, chủ động và an toàn. Bước sang tháng 6, thời tiết chuyển hẳn sang mùa mưa. Trên toàn tuyến, máy bay địch giảm cường độ đánh phá. Địch không nắm được việc ta chuẩn bị giúp quân tập kết nên vẫn hoạt động theo quy luật cũ, bỏ lòng phía bắc đường 9, tập trung đánh phá các binh trạm phía nam, đặc biệt là các binh trạm tiếp giáp các chiến trường trị thiên, khu 5, Tây Nguyên, bộ đội ở lại tuyến bước vào cuộc chiến đấu mới chống địch, chống trời vô cùng ác liệt và gian khổ. Với sức mạnh tổng hợp trên toàn tuyến, trong thời gian 2 tháng, ta đã giao cho các chiến trường được 2.364 tấn 100% kế hoạch, giao cho hành quân được 4.197 tấn 135% kế hoạch, giao cho nội bộ được 805 tấn 80% kế hoạch, ngoài ra còn giao ngoài kế hoạch cho miền Đông Nam Bộ 20 tấn vũ khí. Lực lượng giao liên đưa quân vào giao cho chiến trường 9.313 người, chuyển quân ra hậu phương được 48.920 người, trong đó có 6.354 thương binh, 11.028 một bệnh binh 713 thương binh nặng phải cáng. Trung tuần tháng 8 là cao điểm của mùa mưa, mưa xối xả suốt ngày này qua ngày khác. Hàng tháng trời mới có một vài ngày hừng nắng. Đường, cầu bị phá vỡ nghiêm trọng, nước các sông suối dâng cao và chảy mạnh như thác đổ. Cầu, ngầm đều bị trôi hết. Vận chuyển cơ giới đường bộ, đường sông, gùi thồ đều không hoạt động được. Bộ đội hành quân phải nằm lại ở các trạm giao liên. Kế hoạch vận chuyển mùa mưa kết thúc ta giành được thắng lợi nhưng cũng bị tổn thất đáng kể. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đánh giá, các lực lượng ở lại tuyến trong mùa mưa đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về vũ khí và lương thực bổ sung cho chiến trường, đưa đón và bảo đảm vật chất cho số lượng lớn quân vào, quân ra, đặc biệt là thương bệnh binh, tạo điều kiện nâng cao sức chiến đấu cho các chiến trường, mở thêm được nhiều đường vòng tránh. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, lực lượng phương tiện đều giảm, khối lượng nhiệm vụ đã thực hiện được trong mùa mưa là thành tích rất lớn, thể hiện nỗ lực phi thường, tinh thần chịu đựng gian khổ sẵn sàng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. Sau khi kết thúc nhiệm vụ vận chuyển mùa mưa, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã chỉ thị các lực lượng trong tuyến cần khẩn trương củng cố về mọi mặt, theo dõi rất chặt chẽ thời tiết, chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho mùa khô tới. Trong khi bộ đội ở lại tuyến bắt tay vào nhiệm vụ vận chuyển mùa mưa, trên 3 vạn quân với hàng ngàn phương tiện cơ giới nhanh chóng rút ra hậu phương miền Bắc. Đội hình đi bộ rút theo các đường giao liên. Đến trung tuần tháng 6, đơn vị cuối cùng đã ra khỏi cửa rừng và được các binh trạm 14, 12 đưa về các khu tập kết ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đội hình cơ giới rút theo đường 12 và đường 20. Sau 5 ngày, đơn vị cuối cùng đã vượt qua cửa khẩu, 2 ngày sau tập kết về các địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đi đến đâu, bộ đội 559 cũng được chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương nồng nhiệt đón tiếp. Địa phương nào cũng muốn bộ đội về, nhà nào cũng muốn bộ đội ở. Dường chiếu mới nhất, sạch nhất đều dành cho bộ đội. Tình quân dân cả nước đã nâng tâm hồn, nghị lực và ý chí chiến đấu của những người lính chuẩn bị trở về chiến trường nóng bỏng. Ngày 20 tháng 6 năm 1969, cuộc rút quân tập kết quy mô lớn kết thúc tốt đẹp thể hiện trình độ tổ chức chỉ huy, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng cơ động cao của bộ đội Trường Sơn. Được sự nhất trí của Bộ Tổng Tham mưu, Sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh đóng ở thị xã Sầm Sơn, một thị xã bãi biển đã bị bom đạn Mỹ tàn phá nặng nề, chỉ còn sót lại vài ba ngôi nhà nhiều tầng hư hỏng có thể ở tạm. Ngày 22 tháng 6 năm 1969, Đảng ủy Bộ Tư lệnh họp, chỉ ra những nhiệm vụ cần xúc tiến trong giai đoạn chuẩn bị nhiệm vụ mùa khô 1969 đến 1970. 1. Gấp rút triển khai thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về hoàn thiện đường 18 đoạn giáp km 42 đường 10 kéo xuống trà lị đường 16, dài khoảng 72 km, đến bản cọ do Bộ Tư lệnh 500 đã mở từ đầu năm, tiếp tục mở thông xuống Sepol nhằm tạo thêm một tuyến mới, một hướng vượt khẩu mới từ Đông Trường Sơn, chậm nhất đến tháng 12 năm 1969 phải thông tuyến, thông xe, tiếp tục làm đường ống dẫn sang dầu theo đường 18 vào đường 9. 2 mở cửa khẩu đường 16 qua hò, viết thủ lù đến Trà Lì, dài khoảng 86 km. Từ đó xuống bản đông, quân ủy Trung ương chủ trương xây dựng hai đường này nhằm tạo một tuyến mới ở hướng Đông Trường Sơn. Khi được sử dụng sẽ tạo thêm một cửa khẩu mới và rút ngắn cung độ xuống đường 9 và Trị Thiên. Chỉ bằng một phần ba so với hướng vượt khẩu đường 12. Khai thác sông Xê Băng Hiếng, chuẩn bị vận chuyển đường sông từ Trà Lì đến Bản Cỏ. 3. Khi mùa mưa sắp kết thúc, các lực lượng tại chỗ tranh thủ khôi phục toàn bộ cầu đường, ưu tiên khôi phục các tuyến vượt khẩu, mở thêm đường vòng, đường tránh trên những đoạn sung yếu còn độc đạo. 4. Khẩn trương giao các phương tiện hư hỏng vào xưởng, tiếp nhận các trang thiết bị xe, máy, các phương tiện kỹ thuật, đảm bảo cho mùa khô 1969 đến 1970. 5. Nhanh chóng điều dưỡng khôi phục sức khỏe bộ đội, đưa tỷ lệ chiến đấu lên 98%. 6. Tổ chức sinh hoạt chính trị, Quán triệt nghị quyết của Trung ương và Quân ủy Trung ương về tình hình và nhiệm vụ cách mạng. Tập huấn về quân sự, huấn luyện kỹ thuật cho mọi đối tượng trong tuyến cũng như ở các khu vực tập kết. Phấn đấu kết thúc về cơ bản những nhiệm vụ trên vào đầu tháng 10 năm 1969 để có thể tổ chức nhập tuyến vào ngày 15 tháng 10 năm 1969 và dàn đội hình chiến dịch, chiến lĩnh trận địa trên toàn tuyến vào đầu tháng 11 năm 1969. Ngày 15 tháng 7 năm 1969 Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã đánh giá, mùa khô 1968 đến 1969 là mùa khô cực kỳ khó khăn. Song nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục hậu cần, sự chi viện to lớn của hậu phương về vật chất và tinh thần, sự giúp đỡ của các cơ quan bộ, các quân binh chủng, sự nỗ lực phối hợp của tuyến vận chuyển đoàn 500, nhất là nhờ có quyết tâm và nỗ lực phi thường của toàn thể cán bộ Chiến sĩ trên tuyến, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn. Nếu so với nhiệm vụ quân ủy trung ương giao, đạt được mức cơ bản của kế hoạch so với mùa khô 1967-1968 không cao hơn, cũng không thấp hơn. Nhưng thắng lợi của ta ở chỗ, địch tập trung đánh dứt điểm bằng những thủ đoạn mới, vũ khí mới rất tàn khốc, ta vẫn giữ được hành lang, giữ được chi viện người và vật chất cho chiến trường để củng cố, giữ vững khối chủ lực, phát triển thế tiến công. Với ý nghĩa đó kết quả đạt được có giá trị gấp bội, nói lên thắng lợi mùa khô 1968 đến 1969 là to lớn và toàn diện. Thắng lợi đó, trước hết là thắng lợi của quan điểm tư tưởng tiến công, chủ động và liên tục tiến công của Đảng ta, là thắng lợi của ý chí kiên định, kiên cường không khuất phục địch, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn đoàn. Đồng thời khẳng định, dù chiến tranh ngăn chặn ác liệt đến mức nào, chúng ta vẫn thực hiện được vận chuyển lớn, kết hợp được các phương thức vận chuyển, lấy vận chuyển cơ giới làm chủ yếu, vẫn phát huy được sức mạnh của các lực lượng thực hiện đột kích, tổng công kích liên tục, thực sự góp phần tăng cường sức chiến đấu của chiến trường, tạo điều kiện đánh lớn, đánh liên tục. Thắng lợi mùa khô 1968 1969 đã góp phần củng cố lòng tin giữa tiền tuyến với hậu phương, giữa tuyến trước với tuyến sau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa cán bộ và chiến sĩ. Đó là nhân tố mới, sức mạnh tổng hợp mới để giành thắng lợi to lớn hơn nữa. Ngày 31 tháng 7 năm 1969, Bộ Tư lệnh Tổ chức Hội nghị quân chính toàn đoàn tại Sầm Sơn, với sự tham gia của trên 200 đại biểu nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ mùa khô 1968-1969. Hội nghị đã kiểm điểm ưu khuyết điểm, rút ra những bài học trong thực tiễn chiến đấu, đồng thời phân tích kỹ, đánh giá về địch, ta, về thời tiết đề ra phương án xây dựng thế trận củng cố tổ chức đáp ứng nhiệm vụ mùa khô tới. Một trong những nội dung chủ yếu của hội nghị là học tập quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đánh giá nhận định tình hình chiến trường miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc từ sau Tết Mậu Thân, âm mưu chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, nhiệm vụ của quân và dân hai miền Nam, Bắc trong việc phát triển chiến lược tiến công, chuyển hóa tương quan lực lượng trên chiến trường tạo thời cơ và sử dụng thời cơ đánh bại âm mưu của Mỹ muốn kết thúc chiến tranh trên thế mạnh tiến lên giành thắng lợi quyết định. Trên cơ sở quán triệt những nội dung trên, xây dựng cho bộ đội có lập trường kiên định, quyết tâm chiến đấu lâu dài, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn. Hội nghị vinh dự được đón đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đến dự. Các đồng chí Đinh Đức Thiện chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Nguyễn Đôn phó Tổng tham mưu trưởng, Phạm Ngọc Mậu phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Nguyễn Tường Lân Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại diện các tổng cục, các quân binh chủng, đại diện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh đã tới dự. Nhiều nhà văn, nhà báo, phóng viên, quay phim quân đội, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam được mời dự. Đánh giá thắng lợi của đoàn 559 trong mùa khô 1968 đến 1969, Đại tưởng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh. Một điều hết sức quan trọng là cuộc chiến đấu anh dũng và sáng tạo của đoàn 559 đã xác minh một sự thật là trong điều kiện địch đánh phá đường giao thông ác liệt, ta vẫn có thể thực hiện được đều đặn, ngày càng cao việc tiếp tế vận tải cho tiền tuyến, vượt qua được những cố gắng điên cuồng của kẻ địch có nhiều phương tiện phá hoại hiện đại. Đó là thắng lợi rất lớn, mặc dù vừa qua kế hoạch vận chuyển chưa đạt được yêu cầu. Đại tướng nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 và căn dặn cần khắc phục thiếu sót quán triệt hơn nữa tình hình, nhiệm vụ, nâng cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đánh bại sự ngăn chặn ác liệt của địch, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược mùa khô 1969 đến 1970, đảm bảo đầy đủ cho chiến trường đánh to thắng lớn. Đại tướng thông báo tình hình sức khỏe của Bác Hồ và truyền lời thăm hỏi của Bác cùng lãng hoa Bác gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đoàn 559 cả hội trường vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Bác Hồ đối với cuộc chiến đấu của đoàn 559 và hứa quyết đem hết sức lực và xương máu thực hiện bằng được ước vọng của người. Dù phải đốt cháy cả dãy trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Hội nghị vô cùng phấn khởi được nghe chủ nhiệm chính trị Ngô Thành Vân đọc sắc lệnh của Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 đơn vị và 9 cá nhân của đoàn 559. Sự động viên của Bắc Hồ, của Đại tướng Tổng Tư lệnh, của các đồng chí lãnh đạo bộ, các tổng cục, đại biểu các địa phương tỉnh, huyện đã gieo vào mỗi người niềm phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đánh giá đúng âm mưu mới của đế quốc Mỹ, tháng 4 năm 1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết động viên nỗ lực của quân và dân hai miền Nam Bắc, phát triển chiến lược tiến công, đánh bại chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh và âm mưu kết thúc chiến tranh trên thế mạnh của địch, đánh cho Mỹ phải rút quân, ngụy phải suy sụp tiến lên giành thắng lợi quyết định. Nhân dân miền Bắc phải làm tốt nhiệm vụ chi viện miền Nam, đồng thời sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu địch gây lại chiến tranh phá hoại, dùng bộ binh tập kích hoặc tiến công ra phía Nam quân khu 4. Thực hiện nghị quyết của bộ chính trị, quân ủy trung ương đã ra chỉ thị về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và điều chỉnh số lượng bộ đội thường trực một cách thích hợp, bảo đảm cho các đơn vị làm tốt nhiệm vụ chiến đấu ở miền Nam, bảo vệ miền Bắc, giúp cách mạng Lào vào phát triển lực lượng khi cần thiết. Theo tinh thần đó, quân ủy Trung ương thông qua đề án do Bộ Tổng Tham mưu đệ trình, giải thêm một số lực lượng, giảm quân số gián tiếp của cơ quan, đơn vị hậu phương tăng cường cho đoàn 559 và các chiến trường khác. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo đoàn 559 phải tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng về mọi mặt để đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chi viện miền Nam với khối lượng lớn. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 559 xác định nhiệm vụ mùa khô 1969, 1970 hết sức nặng nề và khó khăn, đòi hỏi phải có lực lượng mạnh, thế trận vững và trình độ cao về chiến đấu hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Ngay sau hội nghị quân chính tháng 7 năm 1969, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng tích cực chuẩn bị, coi việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuẩn bị là một nửa thắng lợi trong chiến đấu. Sau gần hai tháng nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ hậu cần các cấp, sức khỏe bộ đội đã được khôi phục, tỷ lệ quân số chiến đấu đạt 90%. Hết phần năm